trường tiệm phở bầu chi nhánh số 2 xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội ăn uống thả phanh cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn tại địa chỉ số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê. Tiệm phở bầu chuyên bán phở bò, phở gà, miến gà với giá chỉ từ 35.000 đồng với công thức nấu gia truyền, hương vị Hà Nội, lẩu rê bò siêu ngon giá chỉ từ 199.000 đồng. Các món xào bò, bò tiềm thuốc bắc giá chỉ từ 199.000 đồng. Ngoài ra, tiệm phở bầu còn có cơm chiên dưa bò, mì xào bò. Nguyên liệu tươi ngon được chế biến sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi đến thưởng thức tại tiệm phở bầu của chúng tôi. Tức mời khuyến mại đại tiệc khai trương. Mừng khai trương tiệm phở bầu chi nhánh số 2 lúc 7:30 sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Phở giảm giá chỉ 20.000 đồng một tô, lẩu giảm giá chỉ 99.000 đồng một nồi. Giảm giá cực sốc lên đến 40% cho tất cả các món. Cơ hội duy nhất có 102, ăn thịt gà không lo về giá. Tiệm phở bầu, trân trọng kính mời cô bác anh chị ghé số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê, thưởng thức phở bò, phở gà, miến gà chuẩn vị Hà Nội cùng lẩu các loại. Xin trân trọng kính mời. Tôi mời khai trương tiệm phở bầu chi nhánh số 2 xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội ăn uống thả phanh cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn tại địa chỉ số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê. Tiệm phở bầu chuyên bán phở bò, phở gà, miến gà với giá chỉ từ 35.000 đồng với công thức nấu gia truyền, hương vị Hà Nội, lẩu rê bò siêu ngon giá chỉ từ 199.000 đồng. Các món xào bò, bò tiềm thuốc bắc giá chỉ từ 199.000 đồng. Ngoài ra, tiệm phở bầu còn có cơm chiên dưa bò, mì xào bò. Nguyên liệu tươi ngon được chế biến sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi đến thưởng thức tại tiệm phở bầu của chúng tôi. Tức mời khuyến mại đại tiệc khai trương. Mừng khai trương tiệm phở bầu chi nhánh số 2 lúc 7:30 sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Phở giảm giá chỉ 20.000 đồng một tô, lẩu giảm giá chỉ 99.000 đồng một nồi. Giảm giá cực sốc lên đến 40% cho tất cả các món. Cơ hội duy nhất có 102, ăn thịt gà không lo về giá. Tiệm phở bầu trân trọng kính mời cô bác anh chị ghé số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê, thưởng thức phở bò, phở gà, miến gà chuẩn vị Hà Nội cùng lẩu các loại. Xin trân trọng kính mời. Khai trương tiệm phở bầu chi nhánh số 2 xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội ăn uống thả phanh cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn tại địa chỉ số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê. Tiệm phở bầu chuyên bán phở bò, phở gà, miến gà với giá chỉ từ 35.000 đồng với công thức nấu gia truyền, hương vị Hà Nội, lẩu rê bò siêu ngon giá chỉ từ 199.000 đồng. Các món xào bò, bò tiềm thuốc bắc giá chỉ từ 199.000 đồng. Ngoài ra, tiệm phở bầu còn có cơm chiên dưa bò, mì xào bò. Nguyên liệu tươi ngon được chế biến sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi đến thưởng thức tại tiệm phở bầu của chúng tôi. Tức mời khuyến mại đại tiệc khai trương. Mừng khai trương tiệm phở bầu chi nhánh số 2 lúc 7:30 sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Phở giảm giá chỉ 20.000 đồng một tô, lẩu giảm giá chỉ 99.000 đồng một nồi. Giảm giá cực sốc lên đến 40% cho tất cả các món. Cơ hội duy nhất có 102, ăn thịt gà không lo về giá. Tiệm phở bầu trân trọng kính mời cô bác anh chị ghé số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê, thưởng thức phở bò, phở gà, miến gà chuẩn vị Hà Nội cùng lẩu các loại. Xin trân trọng kính mời. Tôi mời khai trương tiệm phở bầu chi nhánh số 2 xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội ăn uống thả phanh cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn tại địa chỉ số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê. Tiệm phở bầu chuyên bán phở bò, phở gà, miến gà với giá chỉ từ 35.000 đồng với công thức nấu gia truyền, hương vị Hà Nội, lẩu rê bò siêu ngon giá chỉ từ 199.000 đồng. Các món xào bò, bò tiềm thuốc bắc giá chỉ từ 199.000 đồng. Ngoài ra, tiệm phở bầu còn có cơm chiên dưa bò, mì xào bò. Nguyên liệu tươi ngon được chế biến sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi đến thưởng thức tại tiệm phở bầu của chúng tôi. Tức mời khuyến mại đại tiệc khai trương. Mừng khai trương tiệm phở bầu chi nhánh số 2 lúc 7:30 sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 10. Phở giảm giá chỉ 20.000 đồng một tô, lẩu giảm giá chỉ 99.000 đồng một nồi.
giảm giá cực sốc lên đến 40% cho tất cả các món. Cơ hội duy nhất có 102, ăn tẹt gà không lo về giá. Tiệm phở bầu, trân trọng kính mời cô bác anh chị ghé số 9 đường Tôn Đức Thắng, khóm 5 phường 1 thành phố Sa Đéc, kế cà phê Ban Mê, thưởng thức phở bò, phở gà, miến gà chuẩn vị Hà Nội cùng lẩu các loại. Xin trân trọng kính mời!